Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè dài gần 9 cây số, nhưng các tuyến du lịch đường sông ở đây chỉ có thể khai thác một nửa chiều dài, bởi nửa còn lại bị chắn bởi những cây cầu quá thấp. Thuyền bè cao quá 1m8 là không thể chui lọt. Đây bắt đầu đi qua không được rồi đó. Qua cái mui này đụng mà mình đã hàm 1m8 rồi, mà đi người nước ngoài là nhiều. Người nước ngoài là 1m8 đã là thấp đó với họ, nhưng mà không còn con đường nào khác hơn. Nó thấp nữa thì không đi, thì đụng đầu khách, mà lên nữa thì lại là đụng cầu. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 222 cây cầu thì 123 cây cầu có tĩnh không không đạt, thấp hơn so với quy hoạch. Thành phố sẽ phân loại làm hai nhóm, nếu có thể thì sửa chữa, nâng cấp, nếu không thì tính đến đầu tư xây mới. Thì này chúng tôi đã có một cái đánh giá trong đề án phát triển cái kết cấu hạ tầng giao thông từ nay đến 2030, cũng đã có một cái tiêu chí cũng như là cái lộ trình và các cái giải pháp để thực hiện. Tin vui là thời gian vừa qua, thành phố đã nâng tĩnh không một số cây cầu để đả thông đường thủy hướng đi Củ Chi, thành phố Thủ Đức. Tháng 9 này sẽ khánh thành cầu Long Kiểng, đả thông hướng đi quận 7, Nhà Bè. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua 244 tỷ để nâng tĩnh không hai cây cầu trên quốc lộ 1 và quốc lộ 13 hướng đi miền Tây. Các dự án xây cầu sau này chắc chắn sẽ được quy hoạch để đảm bảo tầm nhìn về giao thông thủy.